Với xu thế 2020 thì sẽ dần đơn giản hơn. Với cái layout đầu tiên này thì Thu sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một cái layout make up mà vô cùng phù hợp với các kiểu gương mặt khác nhau và cũng như là kiểu tóc khác nhau để phù hợp với xu hướng hiện đại cũng như giúp cô dâu có tạo hình đa dạng hơn trong ngày cưới. Với tông make up hồng đào này sẽ mang lại cho cô dâu vẻ ngoài trẻ trung, nhẹ nhàng và rất phù hợp với các cô dâu yêu thích style công chúa. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Vân Hằng đây. Chào mừng các bạn đã đến với series vlog của Swan Bridal. Chắc các bạn đang rất tò mò rằng tại sao Swan Bridal lại có series vlog đúng không nhỉ? Vậy thì để mình kể cho các bạn nghe nhé. Swan Bridal là một thương hiệu váy cưới cao cấp được thành lập từ cuối năm 2014 tại Hà Nội. Bên cạnh việc liên tục cho ra mắt những bộ sưu tập váy cưới với concept độc lạ thì Swan còn rất quan tâm đến cảm nhận của cô dâu, chăm sóc cho nàng từng chút một, từ váy cưới đến make up trong ngày trọng đại. Và đó chính là lý do vì sao chúng mình cho ra mắt dịch vụ chăm sóc cô dâu tên là Swan Crown. Tuy nhiên, cưới xin lại chẳng phải là vấn đề dễ dàng gì, không phải muốn cưới là cưới được đúng không nhỉ? Các cô dâu vẫn rất quan tâm đến cái vấn đề là mình sẽ phải chuẩn bị những gì trong ngày cận đại này. Do đó, Swan đã quyết định làm hẳn một series vlog cưới thôi, cung cấp những tips hay, trend cưới mới nhất cho các nàng dâu. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới các bạn những tông make up xu hướng mới nhất trong mùa cưới 2019-2020. Nếu bạn cũng là một nàng dâu sắp cưới thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua những tông make up thời thượng này. Còn bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem những tông make up này là gì nhé. Đi thôi. Và make up artist ngày hôm nay mà Swan muốn giới thiệu với các bạn chính là chị Thu Kenny, giám đốc điều hành, người sáng lập nên thương hiệu Thu Kenny Make Up. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chị ấy chia sẻ một chút nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Kenny. Ngày hôm nay thì mình rất vui khi đồng hành cùng với Swan Bridal trong series vlog cưới thôi. Với vlog lần này thì Thu mong muốn sẽ chia sẻ với cái nhìn chân thật nhất về các layout make up cũng như là layout tóc. Vâng chị Thu ơi, thì theo em được biết là hiện tại đang là thời điểm cao điểm nhất của mùa cưới 2019-2020. Thì không biết là cái tông make up cũng như là làm tóc sắp tới nó sẽ thay đổi như thế nào chị nhỉ? Chị có thể chia sẻ cho em một chút cũng như là các cô dâu về cái xu hướng sắp tới không ạ? Với xu thế 2020 thì sẽ dần đơn giản hơn theo hướng châu Âu nhưng vô cùng là tinh tế và sang trọng. Để các cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới của mình thì ngoài bắt theo cái xu hướng ra thì chúng ta sẽ phải phù hợp với từng gương mặt cũng như là từng kiểu tóc khác nhau nữa. Thì không biết là cái tông make up đầu tiên này chị sẽ chia sẻ cho em với cô dâu cái tông make up như thế nào ạ? Với cái layout đầu tiên này thì Thu sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một cái layout make up mà vô cùng phù hợp với các kiểu gương mặt khác nhau và cũng như là kiểu tóc khác nhau. Và đặc biệt hơn nữa là với cái layout này thì sẽ rất là phù hợp với cả nhiều cái váy cũng như là trang phục nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nhé. Khi ngày cưới cận kề thì việc lo lắng đó là một điều không thể tránh khỏi. Và với một gương mặt mà lên một số mụn như thế này thì các cô dâu không cần phải lo lắng gì, vì ngày hôm nay Thu sẽ giới thiệu với các cô dâu một số tip make up để che đi những vết thâm và những vết mụn để giúp cô dâu tỏa sáng hơn trong ngày trọng đại. Và đây chính là tông make cao nút mà mình muốn giới thiệu với tất cả các bạn. Với tông make cao nút này thì phù hợp với rất là nhiều gương mặt khác nhau. Ưu điểm của nó là không quá là kén chọn gương mặt. Vì thế nên là các cô dâu có thể, đây cũng sẽ cũng là một gợi ý để cho các cô dâu lựa chọn. Và đặc biệt là cái tông make cao nút này thì các cô dâu còn phù hợp với rất là nhiều váy cưới khác nhau. Ví dụ như váy đuôi cá hay là váy bồng xòe công chúa và thậm chí là váy satin đơn giản luôn cũng được, đều phù hợp cả. Vâng, thế thì không biết là với kiểu tông make up cao nút thế này thì chị có thể giới thiệu em biết là cái kiểu make up làm tóc như thế nào nó sẽ phù hợp hơn được không ạ? Với kiểu make up cam nút như thế này thì phù hợp với rất là nhiều các kiểu tóc khác nhau. Nhưng mà với gương mặt của bạn mẫu thì mình đã lựa chọn một cái layout tóc, đó chính là bù trễ, để giúp cho gương mặt của bạn mẫu nhỏ gọn hơn cũng như là thanh thoát hơn.
Vâng, thế thì không biết là với cái kiểu tạo hình như thế này thì cô dâu sẽ phù hợp với địa điểm tiệc cưới như thế nào chị nhỉ? Chị có thể chia sẻ cho em cũng như là cô dâu biết được không ạ? Với cái layout make màu cam nút như thế này thì hoàn toàn phù hợp với những bữa tiệc ngoài trời hay là những cái buổi party ở bên ngoài. Và một lát nữa thôi thì Thu sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một cái layout make up thứ hai. Đó chính là một layout make up đầy quyến rũ và cũng rất là nổi bật để phù hợp với các cô dâu lên sân khấu. Ở tông make up thứ hai này thì Thu sẽ giới thiệu với tất cả các bạn tông make đỏ rượu đầy quý phái để phù hợp với xu hướng hiện đại cũng như giúp cô dâu có tạo hình đa dạng hơn trong ngày cưới. Thì Thu sẽ bật mí với tất cả các bạn một tip make up cực kỳ nhanh, đó chính là chúng ta chỉ cần thay đổi màu son môi đỏ rượu thôi là hoàn toàn có thể có một diện mạo mới đầy thu hút và quyến rũ. Đặc biệt với cái layout make up này thì chúng ta rất nổi bật khi mà lên lễ đường. Và layout cuối cùng này Thu sẽ giới thiệu với tất cả các bạn, đó chính là tông make up hồng đào. Với tông make up hồng đào này sẽ mang lại cho cô dâu vẻ ngoài trẻ trung, nhẹ nhàng và rất phù hợp với các cô dâu yêu thích style công chúa. Với layout make up và làm tóc như thế này thì sẽ rất phù hợp với nhiều gương mặt và cũng rất phù hợp khi cô dâu làm tiệc ngoài trời cũng như lên lễ đường. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm qua 3 tông màu make up xu hướng mới nhất cho mùa cưới 2019-2020 rồi đúng không nhỉ? Rất cảm ơn chị Thu Kenny vì đã dành thời gian để chia sẻ cho chúng ta tường tận 3 tông make up này cũng như là chia sẻ những cái tips hay để có thể thay đổi và biến hóa tạo hình cho cô dâu trong ngày trọng đại. Tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều tips quan trọng khác mà Swan Bridal sẽ bật mí với các bạn trong series vlog lần này. Vì vậy hãy nhớ like, subscribe và ấn nút chuông ở bên phải để đón xem những video mới nhất của chúng mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.